tôi sẽ làm cái vật khổng lồ đi bắt con ông khổng lồ. Quá dữ luôn. Giật. Hello các bạn đây, nha, hôm nay đi giấc ốc nha các bạn. Sau đây tôi sẽ làm cái giật khổng lồ đi bắt con ốc khổng lồ. Quá dữ luôn. Bữa nay mấy anh em cũng đi giấc ốc bu về làm món ốc xà lăn nha các bạn. Thấy không? Này bẹo không sao thấy nè, nãy kêu đi đằng kia đi. Không à, ơi. Được không hả? Bắt về chó nhà tôi mới đẹp. Chó đẹp quá các bạn ơi. Ừ. Không, không, không. Chú cái đây luôn nè. Đó. 100.000 con nha các bạn. Ừ. Để cho lông xù quá đã luôn. Bắt hai con đi dành á. À chó phải nó đẹp quá các bạn. Hai con này chó. À, con chó quá đẹp các bạn ơi. 100.000 một con, 100k 10k một con nha các bạn. Ai mua thì liên hệ với ba Phi. Đây đây hai con đó, ngoài đó còn con, dưới đó còn con đó. Đẹp không? Ừ. Một. Bên kia nó. Có con kia hình như nữa. Đó kia. Hai con không phải luôn. Hai con không phải. Hai con không phải luôn hả? Không phải. À, ốc Pháp. Ốc bu vàng. Coi phải không? Đây là cái cầu có từ hồi thế kỷ 19 tới giờ nha các bạn. Cầu này là kêu bằng cầu hồi xưa là cầu khỉ, giờ thành cầu đan rồi. Đây con ngốc chà bá luôn các bạn ơi. Ngay chỗ cầu nha. Nè các bạn thấy không? Tìm ra. Đó các bạn thấy không? Để mình rửa sạch cho các bạn coi nè. Đó quá bự các bạn. Quá khủng. Đây là cảnh đồng quê các bạn. Nói chính xác đầm đầm nó chỉ mới nổi mặt thôi. Quả đáng các bạn ơi. Đâu ốc bự đâu, ốc bự đâu. Đông rồng. Đâu. Nó. Đâu, nè. Ừ, nè. Bị cháy ánh nắng đó. Ủa đây có ổ nọc luôn kìa. Coi có hết đâu bên trường. Đâu. Nè, mấy trong đây nè. Sao biết ổ nọc mà có hết. Nó ủi nó giấu đi đầy vô lá bóng luôn á. Đùn má láng trình luôn, cái này bảo đảm. Cục vô cái, bỏ tay vô, cắt nhiều cái nha, nó nằm sâu trong á. Khoan để chùi nha.